Hiện nay đối với trung đoàn ấy thì là có 296 kiều bào về đây cách ly đến từ 23 quốc gia, và đối với công dân Việt Nam là 1, trong đó là châu Âu là 22 và Hàn Quốc là 1, và một người là nhân viên sân bay của Nội Bài bị tiếp xúc gần là F1 đưa về đây. Với đơn vị là sản xuất tăng gia tập trung, thì đối với sư đoàn 38 có một khu chế biến tập trung, thì đấy là nguồn thực phẩm tươi của sư đoàn sẽ bảo đảm đến đầu mối các trung đoàn. Cái nguồn thực phẩm đấy thì đơn vị đã dự trù và tính toán đủ cái nhu yếu phẩm và bảo đảm cho bà con. Bộ lãnh đạo chỉ huy trung đoàn thì cũng đã phân công rõ ràng, cái biện pháp đầu tiên ấy là chúng tôi sẽ phân chia ăn ngủ theo cái các bộ phận. Cái thứ hai là về ăn, chúng tôi sẽ không ăn tập trung và sẽ ăn theo suất cơm như của bà con. Khoảng cách ăn cơm là mỗi người là 5 mét, mỗi người một vị trí, có phân chia khu vực rõ ràng. Sau đó tất cả các dụng cụ và cơm, hộp cơm, các loại vật tư khác thì tiến hành là tiêu hủy theo quy định.